Mạnh Thường Quân là một người rất giàu, ông cho nhiều người vay mượn. Một hôm, ông sai người quản gia của ông tên là Phùng Huyên sang đất Tiết để đòi nợ. Lúc chuẩn bị đi thì người quản gia hỏi ông rằng: "Thế tiền thu được, ông có định mua gì về không thưa ông?" Thì Mạnh Thường Quân nói rằng: "Ngươi xem thử trong nhà thiếu cái gì thì mua thứ đó." Khi đến đất Tiết, Phùng Huyên cho gọi tất cả những con nợ lại và nói rằng: "Các ngươi nợ của chủ ta bao nhiêu, Mạnh Thường Quân đều tha cho cả." Nói rồi ông đem tất cả những văn tự ra đốt sạch. Lúc trở về, Phùng Huyên thưa với lại chủ của mình là Mạnh Thường Quân rằng: "Nhà tướng công châu báu đầy kho, chó ngựa đầy nhà, người đẹp cũng không thiếu, nhà chẳng còn thiếu cái gì cả, chỉ thiếu có một cái nghĩa. Cho nên tôi đã dùng hết tất cả những tiền nợ để mua nghĩa cho ngài." Mạnh Thường Quân nghe Phùng Huyên nói như vậy thì không nói gì đến tiền nữa. Sau khi Mạnh Thường Quân bãi quan, phải về ở đất Tiết làm dân thường, thì lúc đó dân ở đất Tiết kéo nhau ra đón tiếp và rất là kính trọng ông. Người ta rước đầy đường rồi người ta đưa của cải tới để giúp đỡ cho ông. Mạnh Thường Quân bây giờ mới quay lại nói với Phùng Huyên như thế này: "Trước đây anh mua cho tôi nghĩa, tôi không thấy, nhưng ngày hôm nay tôi mới trông thấy nghĩa." Kể từ đó, tất cả những ai mà Mạnh mà gọi là rộng rãi cho đi dâng cúng chỗ này chỗ kia thì được gọi là Mạnh Thường Quân. Cái người quản gia tên là Phùng Huyên này là một người khôn ngoan. Ông ta biết rằng tiền bạc nó sẽ qua đi, nhưng mà chỉ có cái nghĩa, cái ân nó mới tồn tại. Cho nên ông mới dùng tất cả những tiền của để ông ấy mua nghĩa cho chủ của mình. Rất nhiều người ở trên thế gian này, trong đó có Phùng Huyên và Mạnh Thường Quân, họ không phải là những Kitô hữu, nhưng họ tin rằng tiền bạc là những thứ vô tri vô giác, là những thứ ngoại thân, có thể mua được ơn nghĩa. Nghĩa đồng bào, nghĩa anh em, nghĩa phu thê, nghĩa phu phụ. Còn chúng ta, những người Kitô hữu, anh chị em có tin rằng tiền có thể mua được nghĩa không thưa anh chị em? Có không? Có. Không phải là chỉ có nghĩa của người đời, mà là nghĩa từ Thiên Chúa. Ở trong phúc âm của Thánh Luca ghi lại, một hôm có một viên đại đội trưởng người Roma, có một người nô lệ bệnh nặng đến gần chết, cho nên ông ta rất là yêu quý cái người nô lệ đó, cho nên ông đã cho mấy kỳ mục người Do Thái đi xin Đức Giêsu Kitô cứu sống người nô lệ của ông. Những người kỳ mục này nói với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho, vì ông ta quý mến dân ta. Và lại chính ông ta đã xây cái hội đường này cho chúng ta. Nếu anh chị em đi qua du lịch ở bên đi hành hương bên Do Thái sẽ có dịp đến thăm cái ngôi nguyện đường, cái gọi là cái hội đường mà ông sĩ quan Roma này đã xây cho người Do Thái." Và Thánh Luca nói rằng Đức Giêsu liền đi với họ. Viên sĩ quan đó đã bỏ tiền ra để mua nghĩa. Dân chúng không thích ông bởi vì ông là người Roma đang cai trị họ. Nhưng ông đã bỏ tiền ra xây hội đường cho họ, và vì thế cho nên ông được nghĩa với lại những người Do Thái. Và chính vì thế cho nên khi ông cầu xin thì Chúa đã nhậm lời ông. Sách Công vụ Tông đồ cũng ghi lại, có một người phụ nữ tên là Tabitha, có nghĩa là Linh Dương. Bà này đầy những công đức, bà làm việc bố thí, bà làm việc lành, giúp đỡ cho những người nghèo khó. Rồi một hôm bà mắc bệnh qua đời. Những bà quá, những người hàng xóm láng giềng cũng như là những tín hữu lúc bấy giờ chạy đi kêu ông Phêrô lại và nói rằng: "Thưa Ngài, xin Ngài đến mau cho, bởi vì bà này là người đã giúp đỡ cho những người nghèo khó." Và sau khi Thánh Phêrô đến thì họ cho Thánh Phêrô coi những cái tấm áo có những vải lụa mà bà này đã cung cấp cho những người nghèo. Và Thánh Phêrô đã cầu nguyện xin Chúa hoàn lại sự sống cho bà Tabitha. Cái bà Tabitha này đã mua lấy nghĩa. Bà đã dùng những cái của cải vật chất ở đời này
để bà làm phúc bố thí. Và vì thế cho nên khi bà chết, bà được Chúa cho sống lại. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, còn nhiều lắm. Khi chúng ta dùng của cải vật chất ở đời này để chúng ta mua lấy cái nghĩa, nó không phải chỉ là người đời báo ân đáp nghĩa cho chúng ta, nhưng mà là chính Thiên Chúa. Ở trong sách Tobia, ông Tobit dạy con ông như thế này: con hãy dùng của cải bố thí, và khi bố thí con đừng có so đo. Đối với những ai nghèo khổ, con đừng ngoảnh mặt làm ngơ, để rồi đối với con, Thiên Chúa cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Tùy con có bao nhiêu, hãy cho bấy nhiêu. Có nhiều thì cho nhiều, có ít đừng ngại cho ít. Như thế là con tích trữ một vốn liếng vững chắc cho những ngày gian nan. Thật vậy, việc bố thí cứu cho con khỏi chết và không để rơi vào cõi âm ti. Ông Tobit nói gì với người con của ông, thưa anh chị em? Ông nói dạy cho con ông biết rằng dùng của cải vật chất này để mà bố thí, để mà cho đi, để mà chia sẻ, thì lúc gặp gian nan khốn khó, chính Thiên Chúa là đấng sẽ nâng đỡ ủi an, và nhất là khi chết sẽ không bị sa hỏa ngục, rơi vào cõi âm ti. Sách Huấn Ca chương 16 cũng nói: việc bố thí nào cũng được Chúa ân thưởng, và mỗi người cứ theo việc mình làm mà lãnh nhận, chắc chắn có thưởng và có phạt. Lòng nhân nghĩa như địa đàng đầy dư phúc lộc, việc bố thí sẽ tồn tại muôn đời. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, anh chị em vừa mới nghe Chúa Giêsu nói: anh em hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tiền bạc không mua được nước trời, nhưng tiền bạc nó là phương tiện giúp cho chúng ta đạt tới hạnh phúc nước trời. Khi tôi và anh chị em dùng tiền bạc của cải vật chất này để mua nghĩa qua những việc bố thí, qua việc dâng cúng, qua việc cho đi, qua việc đóng góp, thì ở đời này chúng ta được người đời báo ân đáp nghĩa. Nhưng hơn thế nữa, trong ngày sau hết, khi ra tòa phán xét, chính Đức Giêsu Kitô sẽ là đấng sẽ trả lại cho chúng ta. Ngài sẽ ân thưởng cho chúng ta. Bởi vì Ngài khẳng định rằng mỗi một lần các ngươi làm một công việc bé mọn nhất cho những người bé nhỏ nhất đây của ta là các ngươi làm cho chính ta. Nếu hôm nay anh chị em tin rằng tiền có thể mua được nghĩa, và tiền là một phương tiện tốt để có thể giúp chúng ta tìm được niềm vui hạnh phúc ở đời này, và nhất là sự sống vĩnh cửu ở đời sau, thì xin mỗi người chúng ta hãy cố gắng. Thứ nhất là ghi nhớ lời của Chúa Giêsu ngày hôm nay trong câu kết: anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Tiền bạc nó không bao giờ trung thành với mình. Tiền bạc là một đầy tớ tốt, nhưng là một ông chủ rất khắc nghiệt và độc ác. Chúng ta chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Nếu ai đó dại dột mà tôn thờ đồng tiền, thì sẽ bị tiền nó thống trị mình, và mình sẽ suốt đời đau khổ. Điều thứ hai là đừng quá coi trọng đồng tiền. Tiền nó chỉ là một phương tiện, không phải là cùng đích. Cho nên không quá chi ly, đừng có so đo tính toán khi dâng cúng, khi chia sẻ, khi cho đi, khi đóng góp. Bởi vì nó là thứ ngoại thân. Khi chào đời, ta chẳng mang nó đến. Khi ta lìa cõi thế này, chúng ta sẽ chẳng mang nó đi. Xin hãy suy nghĩ thử xem, nghĩa mẹ, nghĩa phu thê, nghĩa anh em, nghĩa đồng bào, nghĩa hàng xóm, nghĩa bằng hữu, nó có ở trong mình chưa? Có nhiều hay có ít? Nếu chúng ta xét thấy cái nghĩa nó chưa đủ, nó còn nghèo nàn, thì xin hãy cố gắng làm sao đó để chúng ta mua được nghĩa qua những việc thăm hỏi, động viên khuyến khích nhau, quan tâm đến ông bà cha mẹ, làm việc lành bác ái, làm phúc bố thí, quảng đại đóng góp. Đó là cách để chúng ta mua nghĩa. Cha mẹ hiền lành để đức cho con, cha mẹ mà nhiều đức con mặc sức mà ăn. Mỗi một người chúng ta chỉ là quản lý, chúng ta không phải là chủ cái gì cả. Vì thế cho nên hãy
tận dụng cái thời gian mà chúng ta đang nắm giữ những tài sản của Chúa. Những tài sản mà Chúa giao cho chúng ta là gì thưa anh chị em? Không phải chỉ có tiền của không, mà là tài năng, là năng khiếu, những tri thức, những cái mà Chúa ban cho chúng ta về cái khả năng này, khả năng nọ, chúng ta đem ra để chúng ta làm lợi cho Chúa. Hãy tham gia vào trong việc dạy tiếng Việt, dạy giáo lý cho các em. Đó là cách để chúng ta mua nghĩa. Hãy tham gia vào trong các hội đoàn, đoàn thể trong giáo xứ của chúng ta đây, ban thăm viếng bệnh nhân, ban tài chánh, rồi ban ẩm thực, rồi ban an ninh, hội phụ huynh học sinh, ban giám thị, vân vân và vân vân, hội các bà mẹ, đoàn Liên minh Thánh Tâm, Night of Columbus. Tất cả những hội đoàn đó sẽ giúp cho chúng ta để chúng ta có cái điều kiện và phương tiện để chúng ta mùa linh nghĩa. Nhất là cái công việc mà chúng ta đang thực hiện, giáo xứ chúng ta đang chú tâm đến, đó là việc tậu mãi ngôi thánh đường mới. Tiền bạc của anh chị em và của tôi nó sẽ qua đi, nhưng ngôi thánh đường đó nó sẽ còn tồn tại cho thế hệ mai sau. Nên xin quảng đại đóng góp để chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta có một nơi gọi là khang trang hơn để các em học hành, và nhất là cho chúng ta có nơi để chúng ta thờ phượng, không phải đứng suốt cả buổi lễ như thế này. Người khôn ngoan là người biết kiếm tiền và biết tiêu tiền, và cũng là người biết dùng tiền sao cho có lợi cả đời này lẫn đời sau. Chúng ta cầu nguyện cho nhau để tôi và anh chị em trong ngày sau hết sẽ được nghe Chúa phán với chúng ta như thế này: khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh.
Không biết anh chị em đọc bài tin mừng ngày hôm nay, nghe bài tin mừng ngày hôm nay xong anh chị em có thắc mắc là tại sao khi sai các môn đệ đi rao giảng thì Chúa Giêsu lại cấm các ông không được mang theo lương thực, bánh trái, không được mang theo bao bì, không được mang theo tiền bạc và không được mặc hai áo không? Có vậy anh chị em thắc mắc không? Có nhiều lý do, nhưng mà tôi thấy các nhà chú giải Kinh Thánh đưa ra hai cái lý do này là tôi thấy nó hợp lý nhất. Sở dĩ Chúa Giêsu cấm không cho các môn đệ đem theo những cái thứ thức ăn, đồ uống, tiền bạc, bao bì và theo nhiều quần áo là bởi vì mang theo lương thực, mang theo tiền bạc, mang theo túi bị quần áo thì các ông sẽ phải lo lắng, sẽ phải lo bảo trì, sẽ phải lo gìn giữ. Như vậy thì các ông sẽ không thể nào toàn tâm toàn ý để mà chu toàn cái sứ vụ mà Thiên Chúa giao phó cho các ông là đi rao giảng và chữa lành các bệnh nhân. Và chúng ta cũng hiểu thời bây giờ đâu phải có như bây giờ có cooler hay là có những cái iChest để mà để thức ăn. Khí hậu thì nóng, đem theo thức ăn mà trời nóng như vậy thì sẽ bị hư hỏng và ăn vào thì sẽ bệnh. Cho nên Chúa Giêsu muốn bảo vệ các ông. Mang theo tiền bạc thì sẽ bị cướp, sẽ bị trộm. Rồi nhiều khi hai anh em đi với nhau lại nghi ngờ nhau, không biết là tiền của mình nó lấy hồi nào. Rồi nhiều khi mang theo bao bì thì lại phải kiếm cái gì đó để bỏ vào trong bao, chứ ai mà vác cái bao không. Và càng dính bén tới của cải vật chất nhiều bao nhiêu thì lại càng bề trễ công việc bấy nhiêu. Cái lý do thứ hai đó là Chúa Giêsu muốn các ông phân biệt được cái gì là cái quan trọng, cái gì là cái phụ, cái gì là cái chính, cái gì là cái quan trọng nhất và cái nào là cái cần phải làm nhất. Khi Chúa Giêsu sai các ông đi mà không mang theo một thứ gì thì Chúa Giêsu muốn các ông biết rằng cái công việc rao giảng, công việc trừ quỷ, công việc chữa lành cho các bệnh nhân là ưu tiên số một. Còn tất cả những cái sự khác thì Thiên Chúa sẽ lo lắng quan phòng và ban cho các ông sau. Tiên vàn hãy đi tìm nước Thiên Chúa, còn mọi sự khác Ngài sẽ ban cho các con sau. Chúa Giêsu đã dặn các môn đệ như vậy. Qua bài tin mừng ngày hôm nay, thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta học được hai bài học. Cái bài học thứ nhất đó là chúng ta đừng để cho mình dính bén quá nhiều tới của cải vật chất. Bởi vì khởi đi từ những cái kinh nghiệm của chúng ta trong đời sống, chúng ta thấy hễ mà mình càng dính bén tới của cải nhiều bao nhiêu thì cái đời sống tâm linh của mình nó lại càng bị hụt hẫng và nhẹ đi bấy nhiêu. Nó giống như là một cái cân. Thế mà của cải vật chất càng nhiều thì cái đời sống tâm linh của nó lại càng ít đi. Nói một cách khác, dầu có sung túc, phong phú về của cải vật chất, về những sự đời này thì những cái thứ thiêng liêng cần thiết cho đời sau tự nhiên nó sẽ bị vơi đi. Tôi nhớ tôi qua đây năm 1991, lúc bấy giờ sáng ngày ra mua một cái thẻ xe bus, lên xe bus đi làm về tối ngủ ngon lành. Mấy tháng sau mua được chiếc xe 800 bạc, vậy mà mất ăn mất ngủ, lo lắng không biết mình để xe ngoài nó có bị ăn trộm hay là không. Rồi nào là lo bảo hiểm nào, rồi lo sửa chữa, rồi xăng, có đủ mọi thứ cả. Anh chị em có nhớ ngày xưa ở Việt Nam, khi mà mình còn nghèo khó, khi mà còn cái thời gọi là đang đói khổ đó, có phải là mình siêng năng đến nhà thờ, mình đọc kinh, mình dự lễ mà mình cầu nguyện nhiều hơn bây giờ không? Có không anh chị em có cảm nghiệm được chuyện đó? Đấy, cho nên dính bén tới của cải vật chất càng nhiều bao nhiêu thì cái đời sống tâm linh của chúng ta nó lại càng, nghĩa là bị thưa thớt đi bấy nhiêu. Và những cái của cải vật chất đó nó sẽ là những cái gánh nặng để nó trì trệ lại cái cuộc hành trình của mỗi người chúng ta khi chúng ta đi về với Chúa. Và nhất là trong đời tu của chúng tôi, thưa anh chị em, càng dính bén tới của cải vật chất bao nhiêu thì cái công việc mục vụ lại càng bề trễ bấy nhiêu. Nói đến cái sự nguy hiểm của những cái của cải vật chất thì ở trong chuyện người ta có kể, có một ông thầy đó, ông ấy là một vị gọi là sư phụ. Ông ấy có một đứa học trò, thì mỗi một lần mà
có một đứa học trò nào đó thì ông lại để lại cho cái am ở đó để ông đi chỗ khác, lại nghĩa là đi kiếm một chỗ khác để lại cho cái người học trò đó. Người học trò đó, ông thầy đó chỉ có mỗi một chiếc áo thôi. Buổi tối đến đó, thì là ông giặt, ông phơi lên. Buổi sáng ngày ra thì ông mặc vào đi khất thực. Nhưng mà chuột nó cứ cắn cái áo. Thế rồi anh phải đi vào trong làng để xin người ta cho áo. Rồi người ta cứ thấy ông này cứ áo cứ rách hoài mới nói bởi chứ con chuột nó cắn thì thôi đây tôi biếu cho thầy con mèo. Về có con mèo này thì con chuột nó sẽ không dám tới nữa. Mà đúng như vậy, khi con mèo có rồi đó thì chuột nó không đến không cắn áo đấy. Nhưng mà lại phải đi vô trong làng để xin sữa cho con mèo nó uống. Rồi một thời gian sau người ta thấy ông này đi xin sữa không có thời giờ để cầu nguyện để mà tụng kinh cho nên thôi gom lại cho ông con bò. Thế là từ con bò đó bắt đầu lại phải có người cắt cỏ. Đầu tiên thì là kiếm một người nào đó volunteer, về sau nó volunteer không được nó lại kiếm người. Rồi cứ từ con bò đó nó đẻ ra con khác, rồi dần 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 ông lại kiếm thêm con vợ nữa. Thế là thành một cái nông trại rất là trù phú. Ông sư phụ đi một thời gian sau quay trở lại bảo: ủa sao chỗ ngày xưa chỗ này nó chỉ là một cái hang động, tại sao bây giờ nó trở thành một cái nông trại như thế này? Thì hỏi ra thì gặp cái người chủ nhà đó, nhận ra cái thằng học trò mình bây giờ béo tốt. Ông bảo: tại sao lại xảy ra chuyện này vậy con? Thì ông thầy ngày xưa ông thưa lại và thưa sư phụ: cũng chỉ vì cái chiếc áo rách. Đấy, nó nguy hiểm lắm anh chị em, cho nên đời sống vật chất của chúng ta mà chúng ta dính bén tới nó nhiều quá thì chúng ta sẽ phải lãnh những cái hậu quả của nó. Cái điều thứ hai mà chúng ta học được ở trong bài tin mừng ngày hôm nay là chúng ta phải phân biệt được cái gì là chính, cái gì là phụ. Nhiều người có bằng cấp đầy mình, nhiều người có bằng PhD, MA, BA, BS, có đủ thứ cả nhưng mà vẫn không phân biệt được cái gì là chính, cái gì là phụ. Mỗi một người chúng ta thử nghĩ thử mà xem. Bản thân tôi là linh mục, có những lúc tôi cũng không phân biệt được đâu là chính, đâu là phụ. Cái công việc đọc kinh, cầu nguyện, dọn bài giảng, nghiên cứu kinh thánh, rồi học giáo lý, rồi làm nghĩa là những cái công việc mục vụ là chính. Nhưng mà nhiều khi tôi lại coi cái việc gây quỹ, coi cái việc xây nhà thờ, coi cái việc gọi là linh tinh ở bên ngoài, nó là quan trọng. Anh chị em là cha là mẹ, anh chị em nghĩ thử xem có bao giờ anh chị em phân biệt cái phụ với cái chính cho nó rõ ràng không? Tôi đưa ra một vài ví dụ. Con cái của mình lo cho nó đi học hết trường này đến trường kia, rồi đánh banh, rồi đi bơi, rồi lo đủ mọi thứ làm sao cho nó thành tài. Nhưng mà cái việc lo về phần tâm linh, đưa con cháu của mình, con em của mình đến nhà thờ để học giáo lý, để xưng tội rước lễ lần đầu, để chịu phép thêm sức, thì lại coi nhẹ. Cái nào là chính, cái nào là phụ? Đời này là chính hay đời này là phụ? Và chúng ta suy nghĩ thử mà xem. Ngày Chủ nhật, ngày hôm nay là ngày chúng ta đến với Chúa để tạ ơn Chúa. Cái việc này là chính hay là mình ở nhà mình coi đá banh là chính? Cái việc mình đi đến nhà thờ để thờ lạy Chúa là chính hay là cái việc đi làm là chính? Đấy, lời Chúa ngày hôm nay là một thách đố cho mỗi người chúng ta. Có nhiều khi những bậc cha mẹ chỉ nghĩ đến cái chuyện mà dạy dỗ con cái và đào tạo con cái, nuôi nấng con cái cho nó thành tài mà quên đi mất rằng nó phải thành nhân nữa. Nếu mà con cái của mình thành tài, nó lấy bằng này cấp nọ nhưng mà nó lại sao lãng về việc tâm linh, nó không biết đến Chúa là ai mà nó cũng không biết kính nể ai hết thì đó là thất bại chứ không phải là thành công. Tôi có quen một đôi vợ chồng ở bên New York. Hai vợ chồng có hai đứa con rất là giỏi. Lúc mà lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 thì nó tới nhà thờ đánh đàn cho ca đoàn. Đến lúc 10, 11, 12 thấy thưa thớt đi và dần dần không thấy tới nữa. Hỏi bố mẹ nó bảo chứ ủa sao các cháu nó không tới nữa. Thì bảo bài vở nó nhiều quá, nó phải lo nó làm bài nữa cho nên thôi từ từ mai mốt này nó học xong rồi nó đi lễ. Đến khi nó lên đại học, bây giờ một đứa làm bác sĩ, một đứa làm luật sư, hai đứa bỏ đạo hết. Và không những bỏ đạo, nó cũng chẳng care gì đến bố mẹ nó nữa.
Bây giờ hai ông bà lại gọi phone lại cho tôi và hỏi bây giờ phải làm sao. Tôi bảo bây giờ chỉ có cầu nguyện thôi. Bởi vì mình không có lo cho con mình thành nhân mà chỉ lo nó thành tài. Và đó là một trong những cái thất bại lớn nhất mà nhiều người ở tại Hoa Kỳ này đang mắc phải. Và cho nên kính thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở cho mỗi người chúng ta. Điều thứ nhất là đừng dính bén gì đến của cải vật chất quá nhiều. Tiên vàng hãy đi tìm kiếm nước Thiên Chúa, còn mọi sự khác Ngài sẽ ban cho sau. Tôi cam đoan với anh chị em đem con cái, vợ chồng đi lễ, đi nhà thờ, ngày Chủ nhật mình đến với nhau, gia đình của mình sẽ hạnh phúc hơn, gia đình của mình sẽ bình an hơn. Còn nếu mà mình chỉ có bỏ bê con cái, mình chỉ lo đi làm, gia đình của mình sẽ có nhiều tiền hơn, nhưng mà sẽ bất an hơn và sẽ mất hạnh phúc. Anh chị em chọn lựa đi. Đừng dính bén quá nhiều đến của cải, bởi vì khi chúng ta dính bén quá nhiều đến của cải vật chất, chúng ta sẽ bị mờ mắt, chúng ta không phân biệt được cái nào là chính, cái nào là phụ cả. Và nếu chúng ta không phân biệt được đâu là chính, đâu là phụ, đâu là quan trọng, đâu là thứ yếu, chúng ta không lo lắng cho phần hồn, không lo cho đời sau, đời này chúng ta qua đi chết là hết, là mất tất cả. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho nhau. Xin anh chị em cầu nguyện cho hàng giáo phẩm, giáo sĩ và tu sĩ của chúng tôi. Xin cho chúng tôi được ơn can đảm và ơn khôn ngoan để chúng tôi không bị của cải trần thế này lôi kéo ra xa khỏi cái quỹ đạo tình yêu thương của Thiên Chúa. Cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, xin Chúa ban cho chúng ta trí khôn ngoan để chúng ta có khả năng phân biệt được cái gì là chính, cái gì là phụ. Và nhất là xin cho tất cả mọi người chúng ta luôn luôn dính đến Chúa chứ không dính đến của cải vật chất hoặc là những cái cám dỗ ở trần gian này. Và cầu nguyện cho những người trong đó có các linh mục, các tu sĩ và những người đang lầm lạc, mất đi cái khả năng phân biệt giữa cái chính và cái phụ. Ước mong mỗi người chúng ta sẽ là những môn đệ trung thành của Đức Giêsu Kitô, để cái cuộc hành trình của chúng ta đi về với Ngài nó sẽ được nhẹ nhàng, thanh thoát, và nhất là chúng ta đi đúng con đường mà Chúa chỉ cho chúng ta. Amen.